Gần đây thành tích học tập của con đã tiến bộ lên rất nhiều đó. Khen ngợi nhiều một chút sẽ tăng thêm động lực cho các con. Một lời khen là 10 phần năng lượng. Một lời khen là 10 phần năng lượng. Cha mẹ người phương Đông chúng ta thường hay mệnh lệnh con cái. Không những không khen ngợi mà luôn chỉ nhìn thấy các điểm thiếu sót của con. Và luôn quên rằng các con đã rất cố gắng. Chẳng hạn như một đứa trẻ được 4 điểm A và 1 điểm B. Cha mẹ không khen về những điểm A mà chỉ trách móc con về điểm B chưa đủ tốt. Đây là thói quen của các bậc phụ huynh người phương Đông. Mong đợi của các bậc phụ huynh là con mình phải thi tốt tất cả các môn, nhưng cha mẹ lại không biết khen con. Do đó, ta mong các con hiểu về tâm lý của các bậc cha mẹ người phương Đông. Vì chúng ta là người phương Đông, nên các bậc phụ huynh luôn theo thói quen của người phương Đông. Cha mẹ luôn che giấu tình cảm trong lòng và thường không thể hiện bằng lời nói. Thực ra, tôi cũng là người không biết khen ngợi. Hãy cố gắng nói những lời tốt đẹp. Chẳng hạn như, gần đây thành tích học tập của con đã tiến bộ lên rất nhiều đó. Bây giờ con đã chăm chỉ hơn trước nhiều rồi. Bố, mẹ thấy con biết tự giặt tất rồi. Con giỏi quá, thật là tuyệt vời. Ở tuổi của con, bố, mẹ không hiểu bằng con bây giờ. Khi đứa trẻ được nghe những lời khen, nó sẽ rất vui mừng. Có thể nó sẽ nói, mẹ ơi, tất ở đâu để con giặt giúp mẹ. Sau khi được khen, con trẻ sẽ có động lực hơn. Động lực của lời khen là vô giới hạn. Tôi đã từng nghe một vài đứa trẻ hát. Giọng hát của chúng khiến tôi không thể chịu nổi. Hôm đó tôi bị cảm cúm, tôi khỏi liền sau khi nghe chúng hát. Vì giọng hát khó nghe đến mức làm cho trái tim tôi phải tan nát. Tuy nhiên, tôi cố gắng nén sự đau khổ đó trong lòng và nói với đứa trẻ. Giọng hát của con đặc biệt quá, nó giúp ta khỏi cảm cúm. Cậu bé nghe vậy hớn hở nói, vậy con hát thêm hai bài nữa cho sư phụ nghe à? Ôi trời ơi, sao tôi lại khen ngợi cậu bé chứ? Tôi phải nghiến răng, cắn ngón tay nhẫn chịu để nghe cậu bé hát. Sau đó tôi lại khen, thật tuyệt vời, giọng hát của con rất độc đáo. Từ đó, phụ huynh của cậu bé mời gia sư về dạy cậu hát. Bây giờ cậu ấy về Trung Quốc tham gia một cuộc thi hát và đã đoạt giải Á quân. Không thể tin được, đúng không? Những lời khen đó đã trở thành động lực vô hạn cho cậu ấy. Không cần cha mẹ hối thúc, cậu ấy đã tự động tự giác học tập. Tuy nhiên, có rất nhiều kiến thức phải qua học tập và rèn luyện mới có được. Vì không mấy người có tài năng bẩm sinh, nhưng riêng với việc tham tài háo sắc thì không cần dạy cũng tự biết rồi. Có rất nhiều kiến thức phải thông qua việc học hành thì mới có được. Nhưng động lực để thôi thúc việc học tập là gì? Hãy khen ngợi nhiều hơn một chút, sẽ tạo thêm nhiều động lực cho đối phương. Càng chỉ trích nhiều, con sẽ càng không làm, không học, chống đối và cãi lại. Không chỉ có trẻ em phản ứng theo cách này, mà người lớn cũng vậy. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến chừng mực của những lời khen. Nếu khen nhiều quá chính là có âm mưu, đồng thời cũng mang đến những điều tệ hại. Cha mẹ khen con nhiều quá, thành tích học tập của con sẽ bị sa sút. Vì con cái sẽ không nhận biết được sự đúng sai. Đôi khi trí khôn của trẻ chỉ giống như chú cún con. Cha mẹ nói gì chúng đều coi đó là chân lý. Vì vậy, khen ngợi là việc làm tốt nhưng không nên khen quá nhiều. Một số người đã hỏi tôi một câu hỏi liên quan đến vấn đề đạo đức. Thưa sư phụ nói như vậy có nghĩa là con phải nói dối đúng không ạ? Khen ngợi và nói dối là hai điều hoàn toàn khác nhau. Khen ngợi chỉ vẻn vẹn là khen ngợi, không có mục đích gì khác, không có ý đồ lạm dụng tiền, tài, xác. Nói những lời khen không nhằm mục đích tham lam tiền tài của đối phương, đó chỉ đơn giản là một phương pháp giúp đối phương có thêm động lực. Đặc biệt là đối với con trẻ, cha mẹ khen ngợi con cái, người chủ khen ngợi cấp dưới, khen ngợi nhân viên của mình. Một lời khen có hiệu quả gấp bội lần so với những lời trách móc. Tôi không cần dạy phương pháp, chỉ cần các bạn lãnh ngộ rằng khen ngợi sẽ tạo ra hiệu quả rất tuyệt vời.